lần sau hát đứng lên phải nhảy vậy nha. Bắt bài hát đi Trưởng Thiên Hương. Mừng ngày gặp nhau chúng ta. Cái này là bên nhau, chúng ta cùng nắm tay nhau, nắm nắm tay nhau, và kết tình thân ai từ nay, kết tình thân ai từ nay, từ nay chúng mình nắm say con đường yêu đương. Tôi chưa kịp mà tôi chưa kịp nhắc là bị rồi. Bởi vì ngay từ nhỏ các em đã được học thuộc những điều luật là hướng đạo sinh giúp đỡ mọi người bất cứ lúc nào, hướng đạo sinh thương yêu người khác như thương yêu mình, thương yêu tất cả mọi người như anh em ruột thịt. Đó là cái tâm niệm của người hướng đạo, và không khác chi các hướng đạo sinh, các chị em Zuka cũng vậy. Zuka ra đời để đi hàng gắn vết thương, để mang tiếng hát của mình giúp đỡ cho những người đang làm công tác xã hội khi nước Việt Nam của chúng ta còn rất nhiều đau khổ. Từ cái thời mà năm 65-66, từ quý vị tinh thần đó cho đến ngày hôm nay vẫn còn chứng, bằng chứng là mỗi năm chúng ta có ngày Zuka Việt Nam, và ngày Zuka nào cũng thật là vui, thật là nhộn nhịp. Và thưa quý vị, hôm nay là một cái dịp rất là hay, là Zuka và Hướng Đạo gặp nhau trong cùng một chương trình Hướng Đạo và Zuka. Và bây giờ chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu quý vị đoàn Zuka Nam California. Kính thưa quý vị, chắc quý vị cũng biết là phong trào Zuka ra đời khi mà nước Việt Nam đang có rất là nhiều những cái vết thương cần phải hàn gắn, từ những vết thương chiến tranh cho đến những thiên tai nạn lụt. Ngày xưa ở Việt Nam mình thường buồn, năm nào mà chả có nạn lụt miền Trung, năm nào mà sinh viên học sinh chả phải nghĩa là liều chóng gọi khăn gói để mà đi ra miền Trung cứu trợ. Thì cái tinh thần đó cho đến ngày hôm nay, chúng ta ở nước Mỹ này tầm nhìn của chúng ta rộng hơn, những cái thông tin của chúng ta được lan hơn, thì cái giúp đỡ của chúng ta nó không còn chỉ trong phạm vi bé bé của những người đồng bào của chúng ta mà thôi, mà chúng ta còn có thể giúp đỡ những người nào đang cần, tất cả những người đang khó khăn ở bất cứ chân trời nào. Thưa quý vị, bài hát đầu tiên chúng tôi xin mời quý vị cùng chúng tôi, nếu anh chị em nào đã từng sinh hoạt Zuka, đã từng đi những chương trình Zuka trước đây, thì chúng ta luôn luôn bắt đầu chương trình bằng đoàn ca của Zuka Việt Nam, đó là nhạc phẩm Đoàn Ta Ra Đi của nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang. Thank you.
một trong những ca khúc tiêu biểu để mời quý vị cùng hát với chúng tôi. Đó là bài Hát Với Tôi của Phạm Duyệt. Quý vị cùng vỗ tay bắt nhịp. Bao nhiêu em bé thơ, như nụ hoa rơi.
Vâng, và ca khúc kế tiếp, nếu mà quý vị chưa bao giờ biết về địa lý và một cái văn hóa của Việt Nam của chúng ta đó, thì quý vị nghe ca khúc này hoặc nhớ ca khúc này thì một phần nào đó quý vị cũng sẽ thuộc về địa lý của Việt Nam của chúng ta. Miền Bắc có con sông Hồng lúc nào cũng cuộn đảo Phù Sa. Miền Trung có em sinh em bé tên là Hương Giang. Và miền Nam có dòng Cửu Long lúc nào cũng cuồn cuộn sống đầy cơm, đầy tôm, đầy cá. Ba dòng sông mỹ miều đẹp xinh như ba cô gái. Ba dòng sông như ba chị em cuộn đổ về biển Đông, hòa mình vào lòng mẹ Trường Dương. Trong nỗi khát khao về một nền hòa bình được tái tạo trên mảnh đất quê hương miền Nam của chúng ta vào năm 1954, nhạc sĩ Phạm Đình Trương đã viết ca khúc Hồ Trùng Dương. Hôm nay chúng ta sẽ nghe ca khúc này qua đôi song ca Diễm Khanh và Mỹ Khanh. Mời quý vị thưởng thức sau đây. Nhân sĩ Bùi Khanh, Mỹ Khanh và Diễm Khanh xin kính chào toàn thể quý vị. Xin chúc quý vị thật lòng hân hạnh ngày hôm nay nhân sĩ Bùi Khanh, Diễm Khanh, Mỹ Khanh được đóng góp cho hội Diễm Châu Nam Bộ. Trong khi thưởng thức nhạc phẩm này, quý vị sẽ cảm thấy tình yêu thương của quý vị dâng trào, tình yêu thương cho nhân loại và cho quê hương. Và khi mà tình yêu thương của chúng ta dâng trào, thì Mỹ Khanh cũng ao ước quý vị sẽ mở lòng bác ái để giúp đỡ cho
những nạn nhân lầm. Bắt đầu lại từ đầu nhé.